Trong dịp Tết, phân xưởng sửa chữa Vĩnh Tân đều bố trí ca trực sửa chữa thường xuyên 24/24. Với tinh thần tập trung, sẵn sàng ứng phó, đáp ứng nhanh, xử lý có hiệu quả những sự cố về thiết bị máy móc nếu có xảy ra, nhằm đảm bảo vận hành nhà máy điện Vĩnh Tân an toàn, ổn định, cung cấp đủ điện cho hệ thống điện quốc gia. Thời khắc giao thừa, mọi người cùng quay quần bên người thân hay cùng nhau xuống đường để chào đón một năm mới an lành, thì bên trong nhà máy, những người thợ sửa chữa EBS vẫn đang miệt mài khắc phục sự cố, đảm bảo cho dòng điện được phát đi an toàn và liên tục. À, ngày hôm qua là cái sự cố về cái rung của cái quạt tăng áp, đó là một cái công tác mà nó có thể ảnh hưởng tới môi trường. Thì những cái công tác ảnh hưởng tới môi trường thì nó được đặt lên hàng đầu. Có những sự cố như vậy, chúng em sẽ huy động lực lượng trực có mặt tại hiện trường trong vòng ngắn nhất là 15 phút phải có mặt để có phương án sửa chữa. Việc tổ chức đón Tết chu đáo cho anh em trực Tết là nhiệm vụ quan trọng, được lãnh đạo phân xưởng và công đoàn hết sức quan tâm, phối hợp thực hiện. Phân xưởng mang đến niềm vui, không khí đón giao thừa cho nhân viên khi chuẩn bị đầy đủ bánh kẹo, trái cây, đào, quất và có cả bánh chưng. Mặc dù rất thèm cảm giác sum họp bên gia đình vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, nhưng anh Nguyễn Thanh Bình và các cán bộ công nhân viên EBS vẫn tất bật với công việc của mình. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà nó còn là niềm tự hào vì góp một phần công sức của mình để mang đến cho mọi người một mùa xuân trọn vẹn nhất. Thì Tết mà xa nhà thì ai mà chả nhớ, nhưng vì công việc, vì cho mạng lưới điện của quốc gia mình nên mình phải yêu công nghệ, yêu nghề như vậy thì mình cứ theo nghề thôi. Có lẽ hơn ai hết, những người thợ sửa chữa của EBS với hơn 20 năm làm việc gắn bó trong môi trường nhà máy điện mới có thể hiểu rõ và chia sẻ sâu sắc những tâm tư cũng như trách nhiệm và áp lực của những người đồng nghiệp đang quản lý vận hành nhà máy điện. Công suất nhà máy càng lớn, áp lực giữ ổn định sản xuất càng cao, vì đi cùng với nó là sự ổn định của cả hệ thống điện vùng miền, thậm chí của cả nước, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán. Với những người thợ sửa chữa EBS, niềm vui lớn nhất là công việc của mình có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho mọi người.